Hello, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube em yêu đây. Hey, hacker. It's a hacker. Now I think I'm the number one player. Freeze to finish Grand Challenge with 4K. I didn't want to make you wait until tomorrow for the game. I don't have the deck. It's because I fail. It's a book. It's a hard to tell you. And here, start here by. Hey, look this guy. It's crazy. Look this crazy. He play cycle all 4K only. Great job, nice musketry and arrows. Hey, look, he got the. Oh my god, he got 20 win challenges. 20 win challenge, and yeah, look, his sister here. A lot of people ask me how to do it. I tell you, them, of course, I'm not like trying to keep anything for me. Some decided to keep other spell methods. After the story, they can do whatever when they want. What the fuck? God sent a win. In the past we have the one two time hacker. I remember the first hacker got top one ladder in day. I don't remember exactly his trophy. His trophy, maybe I remember his trophy. Like Clash Royale. I don't remember it's exactly Jitter. For Chinese hacker. Yeah, and the second time I remember the hacker Sopa Glenn Gore score, and now fuck Grand Challenge. Okay, look, his matchup, yeah, hey guy, look, this video, this replay from Bass, please subscribe his channel, yeah, it's Bass channel, and okay, let's go, hey, he play with 4K only, 4K only, cycle, it's crazy. Look. It's the first time I meet musketry, great job, arrows and knife. Oh my god. Falling. And falling. Hello anh em Việt Nam đây. Hôm nay mình có một cái trường hợp mà không, trường hợp này là chơi cheater, và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn lại, đó là chính là cái player này, không biết là họ hack cái kiểu gì hay là một cái lỗi của trong game mà anh ta làm được như thế này. Đó là anh ta fix một lỗi nào đấy xong anh ta vẫn chơi được Grand Challenge và vẫn chỉ có 4 thẻ thôi, mà không hiểu là cái lỗi này nó sinh ra từ đâu nữa. Đây là lần đầu tiên chúng ta còn nhớ là cái trong quá khứ chúng ta có một cái lỗi nữa là các một hacker là hình như có mấy trăm cúp thôi, mình không nhớ là rõ bao nhiêu cúp, nhưng mà đứng tổ top 1 khá nhiều lần ở trong không trong 4 ngày, một thời gian dài nhiều 4 ngày. Và đây ba cũng nói what the fuck and this guy what the fuck. What the fuck? Ah! It's hacker! So, cycle,
Cycle mọi Royal Giant IC Wizards Tornado and mình nghĩ là một cái lỗi khá là sẽ fix trong thời gian tới thôi. This guy TTSG for have gold challenge. Nine Nine Jao. This made a ban. Speed deck. New deck ban coming. Drill. Bọn này nó tác bọn này kìa. Nine deck. Click my ass. Lâu Okay, see you guys. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.